Sau một thời gian được công bố, mẫu smartphone Galaxy A7 mới của Samsung với thiết kế vỏ nhôm nguyên khối và mỏng hơn mẫu smartphone Galaxy A3, A5 đã bắt đầu được bán ra thị trường Việt Nam. Samsung Galaxy A7 sử dụng kích thước màn hình rộng 5,5 inch nhưng lại có độ mỏng ấn tượng chỉ 6,3 mm, tức là mỏng hơn bộ đôi iPhone 6 và iPhone 6 Plus của Apple. Đây cũng là mẫu smartphone mỏng nhất hiện nay của Samsung. Tại thị trường Việt Nam, Galaxy A7 được mở bán với mức giá là 9,99 triệu đồng. Khi bán ra, máy được cài sẵn phiên bản Android 4.4 của Google và sẽ được cập nhật lên bản Android 5.0 trong thời gian tới.